Xin kính chào quý vị các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình thời sự tối đài truyền hình Trà Vinh hôm nay thứ năm, ngày 11 tháng 8 năm 2022. Chương trình thời sự tối hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Trà Vinh tham gia hội nghị trực tuyến về tình hình phát triển doanh nghiệp 7 tháng đầu năm và thảo luận một số chính sách giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong thời gian tới với chủ đề chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các nội dung thông tin chuyên đề về công tác đối ngoại cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh. Thường trực Hội đồng dân tỉnh kiểm tra kết quả hoạt động của Hội đồng dân huyện Châu Thành từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 11 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình phát triển doanh nghiệp 7 tháng đầu năm và thảo luận một số chính sách giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong thời gian tới với chủ đề chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững. Và tại điểm cầu Trà Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn cùng các sở ngành liên quan và một số doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh tham dự hội nghị. Báo cáo từ hội nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2022, cả nước có gần 90.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2021. Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường là trên 130.000 doanh nghiệp, gấp 1,4 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Trong 7 tháng đầu năm, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là trên 3 triệu tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh những kết quả tích cực, các hiệp hội doanh nghiệp cũng nhận định kết quả 7 tháng đầu năm đối với một số ngành hàng chưa đạt được như kỳ vọng. Theo phản ánh của các doanh nghiệp, tình hình sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm 2022 dự kiến sẽ đối mặt với 6 nhóm vấn đề khó khăn thách thức như giá xăng dầu, nhiên, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, thiếu hụt lao động, áp lực chi phí liên quan đến người lao động tăng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng gặp khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, thiếu linh kiện, nguyên phụ liệu đầu vào để sản xuất. Các vướng mắc rào cản về pháp lý tồn tại từ lâu chưa được giải quyết triệt để cũng gây khó khăn cho hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt, việc tăng nóng trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian qua vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ với ngành tài chính và ngân hàng. Để giải quyết những khó khăn trên, hội nghị lần này đã thông qua dự thảo nghị quyết của Chính phủ về một số chính sách giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và các địa phương thực hiện ngay 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Đầu tiên là khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc rào cản về pháp lý tồn tại từ lâu chưa được giải quyết triệt để và thúc đẩy giải ngân đầu tư công để khơi thông nguồn lực cho đầu tư sản xuất kinh doanh. Thứ hai là tiếp tục hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, nguồn lực hỗ trợ của nhà nước. Thứ ba là hỗ trợ khắc phục đứt gãy nguồn cung, mở rộng tìm kiếm đơn hàng, đa dạng hóa thị trường. Và cuối cùng là đẩy mạnh triển khai chính sách, giải pháp hỗ trợ người lao động và đào tạo kỹ năng người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu thiếu hụt thị trường. Sáng nay, ngày 11 tháng 8 tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai các văn bản mới của Trung ương. Tham dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và các địa phương trong tỉnh. Hội nghị triển khai thông báo kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Vấn đề này, Bộ Chính trị đánh giá cao sự chủ động tích cực của một số cấp ủy, tổ chức Đảng trong triển khai thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới theo kết luận số 34. Thông báo cũng nêu rõ là tạm dừng thực hiện thí điểm các mô hình hợp nhất cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền cung cấp có chức năng nhiệm vụ tương đồng, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện, trưởng ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh đồng thời là giám đốc Sở Nội vụ, trưởng ban tổ chức cấp huyện đồng thời là trưởng phòng nội vụ cấp huyện, chánh văn phòng cấp ủy cấp huyện đồng thời là chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Đối với kết luận của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026, Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Giai đoạn 2021-2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đối với cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị chưa thực hiện giảm đủ 10% biên chế giai đoạn 2016-2021 thì phải đồng thời vừa thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026, vừa phải tiếp tục thực hiện chỉ tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021. Biên chế được giao giai đoạn 2022-2026 không bao gồm lao động hợp đồng.
Hội kỳ cũng được quán triệt quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị, triển khai kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước và triển khai quyết định về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026. Chiều hôm qua, ngày 10 tháng 8, Ban Thường vụ tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị trực tuyến đến các địa phương trong tỉnh để triển khai các nội dung, thông tin chuyên đề về công tác đối ngoại cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh. Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Thư tỉnh ủy đến dự. Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy Lâm Minh Đằng nhấn mạnh, công tác thông tin đối ngoại là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng, Nhà nước, được lãnh đạo các cấp, các ngành và các địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đây là lĩnh vực khó, nhạy cảm, mang tính thời sự, liên quan đến công tác chính trị tư tưởng. Do đó, đòi hỏi không cần cập nhật, đổi mới tư duy theo sự phát triển và biến động phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực. Điều đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác thông tin đối ngoại. Không chỉ phải nâng cao kiến thức, kỹ năng, trình độ của đội ngũ cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại, mà còn phải đảm bảo tính thống nhất trong chỉ đạo và linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại, sự đồng lòng và phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị. Phó Bí thư tỉnh ủy Lâm Minh Đằng cho rằng, trong những năm gần đây, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, kịp thời thông tin và định hướng thông tin đối ngoại, làm cho bạn bè quốc tế và trong nước hiểu rõ hơn về vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng của tỉnh Trà Vinh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong nhận thức tư tưởng, chính trị và việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Sau hội nghị này, Phó Bí thư tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo các cơ quan địa phương, đơn vị tiếp tục nghiên cứu sâu hơn các quan điểm chỉ đạo của Đảng, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nâng cao chất lượng công tác dự báo, chủ động định hướng đúng thông tin, luôn sẵn sàng kịp thời phản ứng, đấu tranh có hiệu quả trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ tình đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh, không cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thông tin đối ngoại đáp ứng yêu cầu của tình hình hiện nay. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức. Hội nghị được nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương triển khai nội dung các chuyên đề về tình hình thế giới trước tác động của cuộc chiến giữa Ukraine, Nga và mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước lớn. Trình bày chuyên đề về dấu ấn ngoại giao Việt Nam năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, tiên phong, chủ động, tích cực, sáng tạo vì sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Sáng nay, ngày 11 tháng 8, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người. Dự hội nghị có Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện lãnh đạo tỉnh có ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong thời gian hai ngày 11 và 12 tháng 8, hơn 100 đại biểu là cán bộ phụ trách thông tin đối ngoại 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long được cung cấp nhiều thông tin mới về tình hình, chiến lược định hướng công tác thông tin đối ngoại về công tác nhân quyền. Theo đó, nội dung tập huấn được đề cập tập trung vào 4 nhóm vấn đề chính. Thứ nhất là chia sẻ kinh nghiệm và những cách làm hay, sáng tạo trong công tác truyền thông, thông tin đối ngoại về quyền con người, nhất là xây dựng các cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, giữa các cơ quan chuyên trách, giới báo chí, truyền thông, công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái thù địch, công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo. Thứ hai là chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác thông tin đối ngoại về quyền con người. Thứ ba là công tác phối hợp giữa cơ quan thường trực Ban chỉ đạo nhân quyền tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh thành để tháo gỡ những khó khăn từ cơ chế, chủ trương ở cấp trung ương. Nội dung thứ tư được các đại biểu thảo luận tại hội nghị xoay quanh những kiến nghị, đề xuất về công tác nhân quyền, nhiệm vụ, giải pháp truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028. Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại về nhân quyền dành cho cán bộ của 13 tỉnh thành phố đồng bằng sông Cửu Long là hoạt động thiết thực. Mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, chủ động, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở nước ta, góp phần quan trọng vào tiến trình phát triển kinh tế xã hội ở các tỉnh thành trong khu vực. Hôm qua, ngày 10 tháng 8, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh do bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Ông Huỳnh Công Lập, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tiếp đoàn. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành có tổng số 33 đại biểu, cấp xã, thị trấn có 370 đại biểu. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức được 5 kỳ họp, ban hành 69 nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn.
tại các kỳ họp thường lệ, đại biểu Hội đồng Nhân dân tập trung xem xét các báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, về quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương, xem xét báo cáo đầu tư xây dựng cơ bản, báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri. Qua các kỳ họp, đại biểu Hội đồng Nhân dân đã thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo phòng, ban ngành huyện về lĩnh vực y tế, cải cách hành chính, môi trường. Các vấn đề chất vấn được xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra các giải pháp lộ trình thực hiện. Trong thực hiện các chức năng giám sát, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Hội đồng Nhân dân huyện đã tổ chức 13 cuộc giám sát khảo sát chuyên đề. Qua kiểm tra, bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng, Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành đã thực hiện tốt công tác các hoạt động giám sát tại kỳ họp và giám sát giữa hai kỳ họp và giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Đã thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri với 21 cuộc và có theo dõi đôn đốc việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Tuy nhiên, như hạn chế chung của Hội đồng Nhân dân cấp huyện là việc thẩm tra chỉ dừng lại ở xem xét, đánh giá trên cơ sở báo cáo của Ủy ban Nhân dân và các ngành huyện, chưa đặt vấn đề để có hướng đề xuất giải quyết. Bà Dương Thị Ngọc Thơ đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành tiếp tục nâng cao chất lượng các kỳ họp, chỉ đạo các ban Hội đồng Nhân dân cấp mình nâng cao vai trò trong nghiên cứu cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật mới, phối hợp tốt trong công tác thẩm tra nhằm nâng cao chất lượng nghị quyết tại các kỳ họp, nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn và thường xuyên theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Ngày 10 tháng 8, đồng chí Trần Thị Kim Trung, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Cầu Ngang chủ trì cuộc họp để nghe lãnh đạo các phòng, ban ngành huyện và các xã thị trấn báo cáo tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 12 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025. Theo cơ quan bảo hiểm xã hội huyện, số người tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện giảm trên 36.000 người so với cuối năm 2021. Chủ yếu giảm do các xã đặc biệt khó khăn được công nhận xã nông thôn mới nên người dân không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua bảo hiểm y tế. Mặt khác, dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất đời sống người dân, thu nhập của nhiều hộ dân còn thấp, không có điều kiện tham gia bảo hiểm y tế. Trước thực trạng đó, huyện chỉ đạo các xã, các ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai đầy đủ kịp thời các chính sách hỗ trợ của nhà nước có liên quan đến bảo hiểm y tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận tham gia bảo hiểm y tế. Tính đến tháng 8 năm 2022, tổng số người tham gia bảo hiểm y tế của huyện gần 89.000 người, đạt 81% so với kế hoạch Ủy ban Nhân dân huyện giao. Tỷ lệ bao phủ so với dân số của huyện là 78%, có trên 8.500 người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 93% kế hoạch Ủy ban Nhân dân huyện giao. Bí thư huyện ủy Cầu Ngang Trần Thị Kim Trung đề nghị các xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế và các chính sách hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh khi tham gia bảo hiểm y tế, để người dân hiểu rõ lợi ích của chính sách và đồng lòng tham gia. Tiếp tục nhân rộng mô hình tổ phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, nuôi heo đất tiết kiệm mua bảo hiểm y tế của các tổ chức đoàn thể. Ngành giáo dục chỉ đạo các trường phân loại từng nhóm đối tượng học sinh, các ngành đoàn thể đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động hội viên, đoàn viên tham gia bảo hiểm y tế với phương châm tiết kiệm khi lành để dành khi đau. Duy trì phối hợp tốt với trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, đảm bảo đạt chỉ tiêu Ủy ban Nhân dân huyện giao nhằm chung tay xây dựng Cầu Ngang đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2022. Trước đó, bà Quỳnh Thị Hằng Nga, bí thư huyện ủy Càng Long cùng đoàn công tác cũng vừa đến kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết năm 2022 tại đảng bộ xã Đức Mỹ. Sau khi nghe đảng ủy xã báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết 7 tháng năm 2022, bà Quỳnh Thị Hằng Nga, bí thư huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được. Qua đó đề nghị đảng ủy xã Đức Mỹ tập trung thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt theo nghị quyết đề ra, tăng cường công tác vận động người dân tích cực tham gia mua bảo hiểm y tế, tiếp tục chỉnh trang cảnh quan môi trường, nhân rộng những tuyến đường qua kiểu mẫu, vận động tạo nguồn xuất khẩu lao động làm việc có thời hạn tại nước ngoài, kết nối bằng được sản phẩm du lịch với sản phẩm làng nghề từ cây lát, vận động nhân dân tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển mới và tái công nhận các sản phẩm OCOP đạt kế hoạch đề ra, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác của người đứng đầu đơn vị, đồng thời giám sát thái độ phục vụ của công chức với nhân dân, cố gắng giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới, phấn đấu cuối năm 2022 đạt các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Trước đó, bà Quỳnh Thị Hằng Nga, bí thư huyện ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi tặng quà động viên gia đình ông Trần Giang Khỏe, ấp Đức Hiệp, xã Đức Mỹ, không ai bị mưa dông làm sập hoàn toàn một căn nhà. Gia đình ông thuộc hộ khó khăn tại ấp Đức Hiệp, hàng ngày phải đi làm thuê để có tiền sinh sống. Bí thư huyện ủy đã thăm hỏi động viên gia đình, mong gia đình sớm vượt qua khó khăn và trao số tiền hỗ trợ 2 triệu đồng. Đại đức Thích Minh Độ, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Càng Long,
cùng tổ thiện nguyện hảo tâm hỗ trợ thêm 20 triệu đồng để góp phần cho gia đình ông Trần Văn Khỏe bước đầu khắc phục những khó khăn trước mắt, xây dựng được ngôi nhà mới trong thời gian tới đây. Ngày 10 tháng 8, đoàn công tác của Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Trà Vinh đã đến kiểm tra tiến độ rà soát kết quả thực hiện tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới trên địa bàn huyện Duyên Hải. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện, đến nay qua rà soát theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, kết quả các xã đều trước tiêu chí như xã Ngũ Lạc, Đông Xuân, Đông Châu đạt 17 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới. Rớt 2 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, tiêu chí về y tế. Xã Long Chỉnh, Đông Hải đạt 15 và 16 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Rớt 3 đến 4 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí về quy hoạch, tiêu chí về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, tiêu chí về y tế, tiêu chí về môi trường. Đối với tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện đạt 6 trên 9 tiêu chí, còn lại 3 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí về giao thông, tiêu chí về y tế, văn hóa, giáo dục, tiêu chí về kinh tế. Các thành viên đoàn công tác đã thảo luận, phân tích, đóng góp ý kiến, nêu lên những giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm giúp ban chỉ đạo huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Kết luận buổi làm việc, ông Quỳnh Kim Nhân, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới tỉnh, yêu cầu ban chỉ đạo huyện Duyên Hải tiếp tục chỉ đạo các phòng ban ngành huyện phối hợp hỗ trợ các xã trên địa bàn hoàn thành nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đảm bảo 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó có 10% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, các công trình xây dựng cơ bản, cảnh quan môi trường, dự thảo bộ hồ sơ huyện nông thôn mới theo đúng quy định kế hoạch đề ra. Ngày 10 tháng 8, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh phối hợp với Ủy ban dân huyện Cầu Kè tổ chức lễ trao bằng di tích lịch sử cấp tỉnh cho miếu bà Chúa Xứ Tân Quy, ấp Tân Quy 1, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè. Đây là đơn vị thứ 5 trên địa bàn huyện Cầu Kè được xếp hạng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh. Đến dự có ông Thạch Bồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Trà Vinh, ông Dương Hồng Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Cầu Kè. Miếu bà Chúa Xứ Tân Quy còn có tên gọi khác là miếu bà Khém Lớn, được người dân xây dựng vào cuối thế kỷ 18 khi cư dân rủ nhau về sinh sống đông đúc và thành lập thôn Tân Vinh. Làng Tân Vinh được xem là địa danh hành chính cấp cơ sở xuất hiện đầu tiên tại khu vực tỉnh Trà Vinh, được triều đình Huế sắp xếp lại và biên vào sổ địa bạ cuối thế kỷ 19. Khi thực dân Pháp xâm lược đã đổi tên thành làng Tân Quy, lúc này miếu bà Chúa Xứ thuộc làng Tân Quy. Trải qua nhiều giai đoạn đấu tranh chống ngoại xâm đầy gian nan, tập thể dân hội miếu đã đóng góp nhiều chiến công quan trọng có tính quyết định, góp phần to lớn vào sự nghiệp chiến đấu của xã An Phú Tân, khu huyện Cầu Kè và cả tỉnh Trà Vinh. Hoạt động văn hóa tín ngưỡng liên quan đến di tích miếu bà Chúa Xứ Tân Quy gồm có lễ hội vía bà diễn ra trong 2 ngày, 23 và 24 tháng 4 âm lịch hàng năm. Hiện nay cù lao Tân Quy gồm có 2 ấp, Tân Quy 1 và Tân Quy 2, với dân số trên 5.200 nhân khẩu. Cuối năm 2022, thu nhập của người dân Tân Quy đạt trên 70 triệu đồng một người trong năm và có thế mạnh về kinh tế vườn gắn với du lịch. Ngày 10 tháng 8, ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã đến thăm và chúc mừng sư cô Thích Nữ Liên Nghĩa, trụ trì tịnh xá Ngọc Trường, khóm 2, phường 8, thành phố Trà Vinh nhân dịp đón mừng đại lễ Vu Lan năm 2022. Tại đây, ông Nguyễn Văn Triết đã gửi những lời chúc mừng tới các vị ni sư và Phật tử tịnh xá Ngọc Trường đón mùa Vu Lan báo hiếu vui tươi an lạc. Qua đó ghi nhận và đóng góp của các vị chức sắc, tu sĩ, chức việt, tín đồ các cơ sở Phật giáo trong việc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội gắn với truyền thống của đạo Phật. Ông Nguyễn Văn Triết cũng mong muốn thông qua các ni sư, các vị chức sắc tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào Phật tử chấp hành tốt chính sách pháp luật, đoàn kết tham gia tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hoan hỷ đối với sự quan tâm của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp, sư cô Thích Nữ Liên Nghĩa, trụ trì tỉnh xá Ngọc Trường đã bày tỏ tình cảm và trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với hoạt động Phật sự của tỉnh xá Ngọc Trường, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của đạo Phật, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tăng ni và đồng bào Phật tử luôn luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thắt chặt và phát triển khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt các hoạt động từ thiện xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nhân đại lễ Vu Lan năm 2022, chiều ngày 10 tháng 8, ông Sơn Sô Phôn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Tiểu Cần cùng lãnh đạo các ngành địa phương tổ chức đoàn đến thăm tặng quà tại chùa Phổ Quang và Phổ Tịnh, ấp Trinh Phụ, xã Long Thới. Tại các nơi đến, ông Sơn Sô Phôn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, tình hình tu học, hành đạo của các vị thượng tọa, đại đức, ni sư và bà con Phật tử tại địa phương.
Qua đây, lãnh đạo huyện Thiếu Cần cũng biểu dương và ghi nhận những đóng góp tích cực của quý tăng ni trong việc vận động Phật tử trong và ngoài huyện tham gia thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Đồng thời chuyển lời chúc của lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện đến các vị thượng tọa, đại đức tăng ni, bà con Phật tử đón mùa Du Lan năm 2022 an lạc, sức khỏe dồi dào, thành tựu mọi Phật sự. Trước sự quan tâm của lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các vị thượng tọa, đại đức, ni sư, các chùa cũng bày tỏ vui mừng phấn khởi và cho biết sẽ thường xuyên động viên bà con Phật tử tiếp tục phát huy tốt phương châm, tốt đời đẹp đạo, đặc biệt là luôn đồng hành với đảng nhà nước, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể trong các hoạt động nhân đạo từ thiện và các phong trào ở địa phương phát động. Được biết, dịp này lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Thiếu Cần và các ban phòng ngành huyện, các xã thị trấn đã tổ chức 7 đoàn đi thăm tặng quà tại 8 chùa Phật giáo Bắc Tông và 3 tịnh độ cư sĩ trên địa bàn huyện nhân đại lễ Du Lan năm 2022. Ngày 10 tháng 8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà cho các cháu học viên đang tham gia lớp học kỳ trong quân đội năm 2022 tại Trung đoàn 926, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh. Chương trình học kỳ trong quân đội năm 2022 có 59 em học viên là thanh thiếu niên có độ tuổi từ 10 đến 17 tuổi trên địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố tham gia học tập trong thời gian 7 ngày, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 8 tại Trung đoàn Bộ binh 926 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Chương trình được tổ chức vào dịp nghỉ hè nhằm trang bị thêm kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội cần thiết cho các em học sinh với nội dung tập trung vào hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội nhằm phát triển tính tự lập, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng làm việc nhóm, giáo dục về sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm và tình cảm của bản thân với gia đình, xã hội. Các nội dung huấn luyện đề nếp tác phong kỷ luật quân đội nhằm rèn luyện sự nhanh nhẹn, tháo giác, từng bước hình thành thói quen tốt và xây dựng nếp sống có kỷ luật, tự chủ, tự lập. Đại tá Nguyễn Văn Nhanh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thay mặt đoàn đã tặng quà và gửi lời thăm hỏi động viên của Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến với các cháu, chúc các cháu tham gia học kỳ trong quân đội với trải nghiệm thú vị, góp phần trang bị thêm kiến thức và kỹ năng sống, giúp các em tự tin hơn về giao tiếp trong tương lai. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong bản tin cuối ngày.